người gớt nữa chắc cũng không sao đâu. Đây cái nhà. Đó, thấy không chưa? Đó. Bự ghê cả nhà. Thôi luôn nghe cả nhà. Gỉ nó gớt. Trời trời quýnh. Mặt yếu cả nhà. Ủa, ông bác được gỗ ông cái này cả nhà. Đây cả nhà, nè, gỗ ông như này gòn là khủng long luôn cả nhà ơi, nó bự. Tới con này luôn rồi. Rồi chào cả nhà nha, thì hôm nay tiếp tục đi săn ong tiếp cả nhà, lâu lắm rồi không đi. Hiện nay đi với Nghĩ nè, mới lại bắt mối cho cô nè. Bắt con ong đây nè cả nhà. Không bắt cắt hổm cũng 20 ngày nha, cả lít á. Hôm nay cắt lại cả nhà, thấy mặt cũng hơi vì vì nè. Đó. Ổ này hổm tại mình nó làm mình quá, mình làm ẩu cả nhà, nó ở nhà hay còn đầu trắng trắng không? Hổm nó làm mình quá mình ẩu. Kìa nó dọn kìa. Rồi cả nhà để em tâm nhận lên mặc đồ lên bắt quay cả nhà xem nha. Rồi nhà cũng mới bắt đầu xong nè, giờ tiến hành lên bắt cả nhà xem nha, cũng khá lâu rồi không có ra clip cả nhà, thì bữa nay có mặt hay không thì cũng quay cả nhà xem nha, nay gán kiếm 100 mẫu cả nhà xem mới được. Trời ơi trời, mẫu này vừa vừa bữa hôm nó đẩy nó muốn chết luôn, hôm nay bắt nhang cả nhà ơi, khu em bắt nhang không có được, bữa hôm nay hết xe dừa rồi, cũng đi về rồi, tới đây gặp mẫu cái hỏi mà cô cho luôn, rồi còn có mấy cây nhang à, lại lụm luôn nha cả nhà. Mẫu này nó cũng hung cả nhà. Dọn 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 dọn. Hôm nay chơi xe dừa hết sợ nó rồi. Đuốc này khi ổ nào cao cả nhà. Cao mà hung dữ em mới xài đuốc thôi. Bình thường cao rồi xài xe dừa luôn nha cả nhà. Quen à. Gì làm gì nấy? Nữa anh ní báo. Hả em gượt chạy tới bữa chuối kia em sợ à? Nhà đợi em đốt khói cả nhà. Cái gì rồi à, ní ai sáng không có hơi thổi rồi trời ơi, banh này ní ơi, rồi sáng thổi cái đuốc không hết em nổi luôn rồi cả nhà ơi, trời trời, 2 tháng nay mới leo cây lại lèo hết nổi luôn cả nhà, trời 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 trời, gọn móng gà hết trơn rồi sao quay trời, trời ơi khối mịt mù luôn, từ cái nhà để tháo nón quay cái nhà xem nha, hồi mới gớt với nước bữa qua giờ gớt nữa chắc cũng không sao đâu, cái nhà, đó, thấy không chưa, đó bự ghê cả nhà, thui luôn nghe cả nhà, đu mặt cả nhà, mặt không bằng là gòi cô ơi, mà có mặt ngon lắm, ổ nó già luôn rồi nè, này bắt được vài quận nè, trời ơi nó già, không có thế đứng quay cả nhà xem đỡ cả nhà. Đem đây quay cả nhà xem nha. À, biết ngay rồi gọi bắt nhang nó chơi chứ đừng này bắt xe dừa là nó không có dám. Rồi, đem đây quay cả nhà xem nha. Trời ơi lâu rồi không quay cái gì review cả nhà xem kỹ mới được. Đó. Đó nhà thấy mặt chưa cả nhà. Có lý lắm nha. Rồi cùng ngoài thấy em cắt ẩu nha cả nhà. Nè, mặt nè. Bây giờ thấy không chưa? Mặt nhỏ thôi vậy. Sáng sớm mở hàng luôn nha. Giờ bắt như nha. Có mặt là quý ngay nè. Bữa giờ là không có được đụng con ong luôn á, bữa nay mới được đụng nè. Sâu quá nha. Con này hấm nó vô mặt mạnh lắm cái nè. Bữa hỏi mấy mẫu em sửa tàn chưa kỹ, không kỹ bởi vì nó vô chứ này vô hơi yếu này nha, có sâu nữa nè, hỏi trời ơi, ta nói đưa bó nhang một cái nha nó xà chúng mình hết trơn luôn,
muốn lại nó luôn á. Rồi dưới đây em sợ bắt nhang nghe nè. Đây bắt nhang thì ổ hiền nó cũng hình dữ nó ngộ vậy. Quay góc mạng biết cả nhà thấy không, cả nhà xem không cảm cả nha. Trời ơi, sáng mà hàng cũng mập cái. Trời nặng nặng cả nhà, có lý có lý. Có lý có lý. Ừ cả nhà ơi, sống rồi. Mặt đỏ tươi luôn. Quá đã quá đã. Xuống cả nhà ơi. Ở lâu ổ ong nó động đằng sau nó đi luôn à. Thường để quay cái nhà xem á, bắt ổ ong nó lâu nha, chứ không quay là một phút là một ổ. Nó thấp thấp gì nè, lâu rồi không leo cây gì, dĩ lai leo còn. Ôi trời trời xíu luôn mặt cái nhà đó. Ngon lành, ngon lành cả nhà. Mặt nước không, ủa thằng nấy đâu rồi? Đây cả nhà ơi, mặt nè, nước không à. Đó, giờ đi tiếp cái nha, chừng nào có quay nhà xem nha cả nhà. Tới đây anh em phát hiện được ổ nghe nha, ổ này đã lắm cái nhà, ổ mình thấy đóng kèo đứng nha cả nhà. Biết mặt sao cả nhà ơi, mới chuyển qua khu khác. Ôi trời cả nhà xem ông này nè. Ủa cả nhà thấy chưa cả nhà, kẹp đứng băng luôn rồi cả nhà ơi. Tới một chuyện này. Đem đút khói cả nhà, cho ní lên bắt rồi. Nhà đợi em xíu nha, có hơi rung lắc cả nhà em cảm nha, em đút khói. Nhà đợi xíu cả nhà, em đút khói nha cả nhà. Trời tắt nữa trời ơi. Từ ní từ ní. Rồi nhà thấy không chưa này. Ông đã lắm cả nhà ơi. Đó, đi kỹ quay cả nhà xem nè, tròn ní cái bắt. Đó, nhà thấy không ông gà. Cầm tay quay nó hơi rung lắc cả nhà thông cảm cả nhà. Ủa chà, sáp có sáp, rồi cổ này có con cả nhà. Hơi quá. Ê, đừng ghi, đừng ghi, đừng ghi, đừng ghi. Gỉ nó rớt. Trời trời quýnh. Mặt yếu quá nha. Ủ ủ. Trời ơi con mặt cái nào ơi. Này này này. Xiết này nó quýnh tôi nè ơi. Con mặt cái nhà tới nó non rồi, nó già cái nhà. Sửa nhẹ nhẹ thôi, sửa nhẹ thôi. Ủa mặt quá đã con mặt cái nhà ơi. Nè xếp nè. Nó cả nhà thấy không? Nó mặt này cả nhà, ní đang cắt này. Nó hơi khô chút xíu cả nhà. Gì? Chảy mặt hết trơn rồi kìa. Ôi nhà thấy không? Đúng đã luôn nha. Nè, nhà xem nè, đây hồi nãy không đeo bao tay tới một chuyện nha, thấy không? Đứng ấy ở trên còn mặt á, cái góc trên còn mặt á. Ở trên nó còn mặt đó. Em mà đứng dưới đất là ông nó quýnh vô cái tay mà nha. Vì mắc đeo bao tay đó cả nhà ơi. Em bắt ông cũng gì nữa. Bởi vì cái nhà xem cũng nói chung thì cũng thông cảm. Ê gỡ gỡ cục sâu cái. Cục sâu ở trong luôn. Ông này đi cả nhà ơi, cũng gỡ đại cho nó nở đi. Ừ. Rồi cái gọc bỏ luôn đi. Ông này đi rồi. Ê còn chút mặt ở trên nữa kìa. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Còn chút à. Con này đi cả nhà. Nói chung thì nó cái tàn nó vậy cả nhà, với sâu quá trời đâu có ở được đâu cả nhà. Mấy xả nha cả nhà. Nhà thấy cái đường kinh lục bình trời trời nó giờ cái máy ủi muốn bệnh luôn cả nhà ơi. Lục bình quá khứ lục bình cả nhà. Này mà đi máy nhỏ là khóc thét luôn cả nhà. Bởi vì mấy còn nè. Anh em chưa vô đây nè. Nhà xem nè. Đó, đi cái máy vỏ gì nè, ủi muốn xịt cứt nghe nha. Nhà xem lục bình từ đầu kinh tới cuối kinh luôn á.
Lục Bình không nói nghe nha, ở nhà xem là chuối nè, người gác nè. Trời ơi, trời ơi, nhà xem Lục Bình nè. Nè cả nhà. Hai đậu, trời ơi Lục Bình. Mặt nè. Đưa lên cái ní. Trời ơi, sống cả nhà, còn hơi con chú gọc sao cả nhà. Sướng cả nhà. Đó, giờ con mặt tự nhiên nghe nha. Giờ em đi tiếp nha. Hay là phải bu lại nè. Chừng nào em kiếm ổ nữa rồi em quay cả nhà xem nữa nha. Rồi cả nhà, thì hai anh em mới đến đây mới hỏi ông bác được ổ ong nữa nè cả nhà. Đây cả nhà, nè, ổ ong này gòn nè, khủng long luôn cả nhà ơi, nó bự. Tới con này luôn rồi. Mà dưới sông nữa cái nhà quay thấy ghê quá. Cái nhà thấy không? Quá lớn rồi. Mà đóng cây gòn nữa nha. Đó, nãy chiếc này nó bắt lại cây gòn nữa. Cái nhà ơi. Chết rồi. Tại dành quay đang dành bắt được quay cái nhà xem á. Chứ ổ này em bắt thì nãy nó cũng chơi à. Khỏi đỡ đâu. Khỏi khỏi. Khỏi này nè, có đứa này lên được rồi. Trời ơi, cây này leo khó chứ. Tuột mấy hồi. Trời trời. Ôi. Này ôm cây lên thôi cả nhà, mất công chuyền qua nữa cả nhà. Ôm cây bự này lên luôn. Nhà thấy chơi cục khói không? Mấy ổ cây gòn này cũng ngán lắm cả nhà. Bởi vì chơi cục khói nó hơi bự nha nha. Bây giờ thấy chiếc cuồng nào leo dữ quá. Nay xuống đẩy à. Em còn cây gòn 3 4 ổ nữa nha mà leo không nổi nha. Hỏi con mặt thì điện mấy anh xuống bắt được rồi. Mặt ít quá xuống mất công nữa nha. Điện hồi có đi ngang đó em quay cái nhà xem nè, ba cây gòn 3 ổ luôn. Mà có hai thằng ôm không giáp nữa nha. Gòn nó về quanh năm. Gòn của quen em luôn nha. Kêu bắt mà bắt không nổi. Nãy gì bỏ bao tay nữa, bao tay cho leo không nổi. Không có lấy ảnh được luôn rồi cả nhà ơi. Ôi ôi ổ ong. Ổ ong nó kéo dĩ cái ní luôn. Quá dài. Biết có mặt không đây trời. Khói. Có cả nhà, có mà không được nhiều. Để em từ cả nhà lấy nó ra quay cả nhà xem coi. Chị view cả nhà xem cả nhà. Này cả nhà, cả nhà thấy không chưa? Có mặt nghe cả nhà nè. Nhà heo cả nhà, trời ơi nằm, nằm này cả nhà. Có nhà heo không? Không? Có mặt cái nhà mà ít. Tại con này nó quá già nha, con ong nó lớn nè. Ổ lớn kinh khủng khiếp luôn. Rồi để em tiến hành cắt mặt nha cả nhà. Nói rồi bữa nay bắt nhiều ổ lắm nghe cả nhà. Khói dữ vậy. Khói hết cái đường luôn rồi đấy ơi. Có mặt nè mà cũng không nhiều, bộ mặt nó bự à. Để lâu quá rồi nè, nó khô rồi nè. Ổ này nó lớn nè. Sáp nó cứng luôn nè cái nhà. Để lại cho nó cái nhà. Ổ này em thấy lâu lắm rồi, mẹ không có cái hỏi nghe nè. Xem. Nè nó chạy kèo hết trơn này nghe cái nhà. Đó, dưỡng lại cho nó đi, đằng sau mình lên mình cắt nữa nha cả nhà. Chung xứ em cũng mới vô mặt cả nhà ơi. Nói chung không có nhiều mặt á thì
nhà xem thì cũng thông cảm nha, mặt ghì cũng bự lắm nè chứ. Rồi mặt ghì cũng bự lắm nha nè. Ôi trời. Tụ. Có lý này ơi. Lý ơi. Thấy ít ít nhưng mà nặng quá nè. Cắt này đứng gió cháy nè nghe nè. Ôi trời mặt nó dữ người ta dữ vậy. Chân lù luôn rồi trời kỳ vậy. Lấy cái gọn mà dính không có được đâu nghe cả nhà. Thôi đạp chết luôn. Đù cả nhà, đù. Ôi trời sao mặt nó mà dính cái tay này dữ vậy trời. Cái con này có cái nhánh mục này cả nhà, không dám đứng. Quá trời con này nó kéo dĩ cả nhà. Thọt mấy cây gòn này thì leo thì khó chứ xuống ổn. Ê ê vô thôi tới góc luôn nè. Đó đây cái nhà cùng mặt nè, quay cái nhà xem cái nha. Quýnh gì pha nó vô nhà cái nhà, nhà cùng mặt này cái nhà. Đây cái nhà, mặt nè. Đó nè, thấy không? Cũng im im cái nhà. Ôi trời quýnh kìa. Giờ em sẽ tạm dừng ghép cái nhà. Nào đi có nữa em quay tiếp cho cả nhà xem nữa nha.